đầu năm 2015 rồi, nên đó là coi như là mình cũng là cái làm cái tất niên chứ không phải là tất niên gì, tất niên thì để Tết năm nay do cái Tết là nó trễ lắm, tới 19 tháng 2 mới là Tết rồi, cho nên đó là mình làm thường niên, đó là mình đáng lý là cuối tháng 12 nhưng mà mình rời đầu năm tháng 1. Thì trong 3 năm qua đó là cũng có nhiều cái chuyển động. Thứ nhất á là anh em mình á là ngày càng giảm đi trong các cái kỳ mà qua đã gặp ra một lần á là cái số lượng như ngày cũng giảm, mặc dù mình hai khóa mình nhập lại chứ là rồi cái số nó cũng có cái quy mô giống như anh em mình thấy đứng ở đây thôi bà. Đặc biệt á là năm vừa rồi đó là không có một thầy nào mình mất hết, hiện nay mình vẫn còn là 9 thầy, tức là coi như là thầy Lê Đình Viện, Lâm Quang Thuận, Lê Văn Thống, Lý Thuận Thành, Phạm Văn Sử, Nguyễn Đăng Kim, Ngô Đình Hay, Nguyễn Duy Hải và Trần Văn Đạt. Chỉ có bạn á thì đúng là còn thi mấy bạn thì hết 4 người, một ở bên Mỹ là bạn Tiến Dũng ngày xưa học lớp Anh Văn, ở Việt Nam á thì mất ba bạn lễ, bạn Lê Văn Vàng và Lê Công Cường, thì coi như đó là mất mát trong cái bạn của mình á là trong năm 2014 á là nhiều nhất từ trước tới giờ. Cho nên á là cái điều quan trọng á là sức khỏe, cho nên đó là hiện là 67 tuổi hết rồi, rồi đó là Lê Công Cường là cao niên nhất là 72 tuổi. Cho nên đó là mong rằng là qua trong năm mới này cũng như là những năm sau là chúng ta vẫn giữ được cái sức khỏe, giữ được cái coi như đó là cái điều này mà gặp lại năm mới là còn gặp đó là còn vui. Cho nên đó là cái quy mô nó nhỏ như vậy á, cho nên đó là cái nhóm mà đại diện của anh em cao thắng 64, 68 và 60, 67 của trong này á là có cái là kỳ này đó mình không làm tất lớn như mấy lần trước mà cũng làm tháng được rồi tại chỗ này. Cái thứ hai nữa đó là cái tình hình tài chính của quỹ là nó cũng không còn dồi dào lắm, cho nên đó là mình sẽ chút như vậy cũng vừa phải, còn hồi bé cũng là với sức khỏe của thầy đó thôi thì mình không lời thầy. Tuy nhiên á là mình vẫn giữ được cái mà mình kính trọng các thầy, cho nên đó là anh em ở hải ngoại á $600, trong đó là coi như đó là nhà thầy đường sẽ làm quà Tết cho các thầy á, mỗi một người là $50, tức là 450, rồi coi như là họ cái gì của trong này 100 là 550, còn 50 á thì tôi có trao đổi với lại anh em ba anh em ở đây á thì thấy đó là 50 vậy đó là mình cái phần quà mà tôi để sắp tới mình đưa đến thăm các thầy trước Tết để mà đưa quà đến em hả dạ không chắc rồi đâu cái đó thì em chỗ này là sẽ lo cái gì đó và dự định á nào khoảng 6 giờ trời á 3 tháng chạp khoảng 11 tháng 2 là có sự hiện diện này á là có em ở ngoài về đó là Lê Văn Phê mình sẽ đáp cho một tràng pháo tay là làm từ lúc đấy thì chắc không biết là các bạn biết không chứ còn hiện nay là tôi là trưởng lớp của ông thầy chắc có lẽ mình chơi. Thì hôm nay đó là có anh em bà xã anh quê về là người chấm dứt không có làm việc nữa rồi đang cả thì giờ
về đây là coi như là nhốt và thông nhau mà đi thông chỗ này chỗ kia đi từ mặt phía nam thì cái đó là một cái điều mà tôi là thấy trẻ mới đi nổi đúng không? Bây giờ đó là có đi chơi á thì phải đi bây giờ đi. Ngoài ra đó thì các bạn này là nếu mà còn nhớ thì là coi như mới cũng là một người bạn của mình đã mất đi cũng là khá lâu rồi là bạn mới nhìn được. Bữa nay đó là có xã của Cường không muốn đi nhiều với mình, xã của người nữa, cho nên là mình chồng là có một điều á là Cường có hỏi người, ủa sao họp mặt ở đây đâu là tụi mày đi mình chung, ông nói bà xã đi bị nãy á, là tôi nói đùa đó với lại là hồi trước á là biết thấy có cái gì mà còn giấu á cái kính á thì là cũng đang khai cho mấy bạn biết, thế về nó mới nói là vậy là tao biết là tại sao mày đi có một mình. Ok thì là cái mình là mình như vậy là mình tiếp tục giữ giữ cái nhiệt độ là 3 tháng gặp nhau một lần để mà ăn cho đó là 6 tháng thì số nè tối lên nó cũng là lâu quá là nó sợ có nhiều cái có cái cũng không tiểu không kịp đã lâu rồi không kịp tiếp theo là rất tiếc là bữa nay có Hứa Hiền Minh nữa, Hứa Hiền Minh ở bên Singapore về nhưng mà sáng gọi điện thoại cho tôi nói là sao không đi đường đá mà gặp vậy thì coi như mà tôi đi xuống thì tôi còn một cái quyết định là nhất đó là đương nhiên là đổi tiền về để bạn làm việc đó, nhưng mà thứ hai nữa cũng quan trọng là sự quan hệ giữa công nước mình này chúng ta khi mà bạn nhau thành ra cái này hôm nay thì đã duy trì. Thank you.
Thank you.